Mọi người ở đây chắc ai cũng đã từng làm mốc cho cố xe. Và mình cũng vậy. Lần đầu tiên mình làm mốc cho cố xe, mình cực kỳ bực mình và tìm kiếm. Mình rất lo lắng, tìm kiếm mãi không thấy. Tìm kiếm 2 ngày 2 đêm luôn, lục tung cả nhà nhưng không thấy. Và mình quyết định đi thay chỉ có xe, mất gần mấy trăm nghìn luôn. Và mình đã không tìm chìa khóa cũ nữa. Nhưng bỗng một ngày mình ngồi trống chìa khóa xe cũ, vừa bực vừa tức mà vừa buồn cười. Và lần thứ hai cũng vậy, mình vào một quán cà phê không biết bỏ chìa khóa như chỗ nào, mà mình kiếm xung quanh quán cà phê đấy cũng không ra chìa khóa. Kiếm gần một buổi chiều luôn, kiếm 2-3 người kiếm cũng không có. Mà khoảng cách từ chiếc xe đến chỗ bàn cà phê chỉ cách khoảng trên dưới 5 mét. Nhưng mà kiếm không thấy. Mình phải đẩy xe. Lần này là mình đi đổ chìa khóa xe. Đổ xong. Lần thứ 3, chìa khóa lại mất trong nhà. Và mình cũng kiếm mãi vẫn không có. Và mình quyết định không kiếm nữa, mà mình quyết định vận dụng luật hấp dẫn để thu hút chiếc chìa khóa xe. Và lúc đó thì mình không kiếm nữa. Mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng rằng mình vui vẻ như thế nào khi mình có được chìa khóa xe trong tay. Và mình vui vẻ như thế nào khi mình đã tìm thấy chìa khóa xe. Và mình cầm chìa khóa xe, mình mở chìa khóa xe, mình đi trong niềm vui sướng. Mình cứ nhắm mắt và mình tưởng tượng như vậy. Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Chiếc chìa khóa ở ngay trong cái chiếc quần mà mình đang mang mà mình không hay biết. Và từ lúc đó, mỗi khi làm mất chìa khóa xe, mình không bao giờ kiếm. Và mình luôn vận dụng luật hấp dẫn để thu hút chìa khóa xe. Và mình không kiếm như trước đây nữa. Do đó, nếu mọi người mà đi tìm làm mất chìa khóa xe hay chìa khóa phòng mà mọi người kiếm không ra, thì hãy thử vận dụng luật hấp dẫn. Mình đã sử dụng hiệu quả và mọi người hãy thử xem mình vận dụng có hiệu quả hay không. Chúc mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.